19 giáo viên, 184 học sinh ở Phú Thọ mắc COVID-19. Do tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, số lượng giáo viên, học sinh mắc COVID-19 hoặc liên quan ca mắc lớn. Phú Thọ cho học sinh một số nơi tiếp tục học trực tuyến. Trao đổi với Dinh, ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, cho hay tính đến ngày 29 tháng 10. Các trường học trên địa bàn có 19 giáo viên, 184 học sinh mắc COVID-19. Riêng ngày 29 tháng 10, số ca mới được phát hiện liên quan trường học là 21 ca, 7 giáo viên, 14 học sinh. Trong đó, cả 7 giáo viên đều công tác tại trường mầm non thuộc thành phố Việt Trì. 14 học sinh gồm 3 em ở Lâm Thao, 9 em ở Việt Trì, 1 em ở Tam Nông và 1 em ở Phu Ninh. Ngoài ra, toàn ngành có 388 giáo viên, 3.337 học sinh là F1, 1.620 giáo viên, 11.155 học sinh là F1, hơn 10.000 giáo viên và học sinh đang cách ly. Trước tình hình đó, học sinh tại thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, Phù Ninh và ba xã thuộc huyện Tam Nông, Bắc Sơn, Hương Độn, Vạn Xuân cùng xã Phú Hộ, một phần xã Thanh Minh thuộc thị xã Phú Thọ tiếp tục học online. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ có kế hoạch cho học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông Việt Trì, công nghiệp Việt Trì, kỹ thuật Việt Trì, Phù Ninh, Trung Giáp, Tử Đà, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, Hướng nghiệp tỉnh, Trung tâm giáo dục từ xa tỉnh trở lại trường từ ngày mùng 1 tháng 11. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.